À, bệnh nhân này 50 tuổi, 61 tuổi, học phổ ngày thứ nhất của cắt túi mật nội soi. Nha. Giờ tôi cần những thông tin trước khi tôi thăm khám hậu phẫu. Thứ nhất là thông tin về cuộc mổ. Nha, mổ cắt túi mật nội soi, tôi thấy là xe khoa thực viên ghi nhận trong lúc mổ á, thấy túi mật rất chề. Nha. Và phải cắt túi mật bình thường, nghĩa là xuôi dòng, nghĩa là bóc tách buồng tam giác calo trước. Nha, sau đó là phẫu tích kẹp ống túi mật động mạch và sau đó mới tách túi mật ra khỏi giường. Và trong quá trình phẫu thuật thì không thấy có diễn ra cái gì đặc biệt, không có sự cố gì hết. Nha, kiểm tra cầm máu tốt, có đặt cái ống không có đặt ống dẫn lưu nào ở cái vùng mổ hết. Nha. Rồi về nắm sơ qua thông tin về thuật bệnh sử thì thấy bệnh nhân không có tiền căn gì khỏe nè, không có mắc bệnh lý nội khoa gì hết. Bệnh nhân nhập viện vì cái đau sổ túi mật có triệu chứng. Rồi xét nghiệm sinh hóa đã ghi nhận là bệnh nhân này không có dấu hiệu thiếu máu, HCT là 41%. Tình trạng trước mổ của bệnh nhân chức năng gan thận thì bình thường, đường huyết bình thường. Có siêu âm tim và điện đông đồ thì bình thường luôn. X quang phổi bình thường. Rồi, vậy là thông tin chúng ta thấy bệnh nhân này là bệnh nhân 61 tuổi, học phẫu ngày thứ nhất, cắt túi mật nội soi. Cuộc mổ diễn tiến êm thấm, không có sự cố gì xảy ra trong lúc mổ. Về mặt bệnh lý nội khoa thì bệnh nhân không có mắc bệnh lý nội khoa nào hết. Nha, chức năng tim phổi gan thận trước mổ thì bình thường. Bệnh nhân trước mổ không có bị thiếu máu. Nha. Rồi khám lâm sàng. Nha, khám lâm sàng trước tiên tôi hỏi bệnh nhân một số điều. Nha, trước tiên bác thấy trong người bữa nay sao? Khỏe. Hỏi những câu đó trước, trong người thấy sao? Nha. Thứ hai nữa là cái vết mổ của bác ở đâu? Đau không? Đau mà so với ngày hôm qua bác rất đau. Bắt đầu hỏi thông về tình trạng đau sau mổ. Thứ ba nữa là hỏi về vấn đề gì, hỏi về vấn đề đường tiêu hóa và đường tiết niệu. Nha, bác đã có xì hơi được chưa? Đã xì hơi được rồi. Bác có cái đói bụng không? Cái chứng tỏ đường tiêu hóa đã có hoạt động sau mổ rồi. Hỏi đường tiết niệu. Có đi tiểu không sao? Tiểu bình thường tiểu dễ không? Đi tiểu hay không? Nước tiểu như thế nào nhiều không? Cũng nhiều. Rồi, nói chung đường tiểu, đường tiết niệu không có vấn đề gì đặc biệt hết. Nha, gì nữa về vấn đề vận động nha. Thì bác đã có thể tự ngồi dậy nổi không? Ngồi dậy nổi, bác đã bước xuống giường chưa? Bước đi tiểu là có người nhiều hay là đã vậy là ở mức độ vận động sau mổ bệnh nhân này cấp độ mấy? Có cấp độ thứ nhất là bất động trên giường, thứ hai nữa là tự vận động trên giường, thứ ba nữa là gì là có đi lại nhưng mà hạn chế, thứ tư nữa là đi lại tự do. Nha, thì bệnh nhân này là ở cấp độ vận động nào sau mổ? Cấp độ 3, đi lại hạn chế. Nha, đi lại hạn chế. Còn bất động tuyệt đối là ngay sau mổ đó, bệnh nhân còn mê bất động tuyệt đối. Nha, dĩ nhiên khi mình điều trị vận động cho bệnh nhân, mình tập cho bệnh nhân vận động, nghĩa là ngay sau khi mổ thì bệnh nhân bất động hoàn toàn, đúng chưa? Thì bệnh nhân sẽ bắt đầu phục hồi từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 4. Thì 1 thì tập cho bệnh nhân cấp độ 2. Nếu bệnh nhân ở cấp độ 2 tập 3, nếu 3 tập 4. Cũng như vậy thì bệnh nhân này cấp độ 3 thì chúng ta tập cho bệnh nhân ở cấp độ 4 là có thể đi lại cách tự do nha. Rồi gì nữa? Khám. Nha, toàn trạng bệnh nhân thấy tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Nha. Làm sao biến tỉnh táo? Sau mổ làm sao biến bệnh nhân tỉnh táo? Sao biết? Nhìn cái cặp mắt. Nhìn cặp mắt của bệnh nhân. Nha, nhìn trước đã, nhìn vào mắt bệnh nhân, thấy bệnh mắt bệnh nhân tỉnh táo thì sao mở to, nhãn cầu nó di động một cách linh hoạt, đúng chưa? Mắt bệnh nhân khép hờ về, mở không có hẳn ra mà nhãn cầu nó di động kém linh hoạt thì bệnh nhân chưa tỉnh hẳn nha. Rồi quan sát thấy là bệnh nhân này tỉnh táo nè, bệnh nhân ở da niêm thì hồng, da niêm hồng không có vấn đề gì nha, không có vàng da vàng mắt nha. Phù có phù không? Có phù không? Thấy mắt nếu dưới bệnh nhân hơi sưng chút xíu, không có phù. Sưng này là do trong lúc mổ thì cũng khá nhiều nước ấy. Cho nên có thể cái tích dịch mặt bằng bệnh nhân hơi bình thường chút xíu, mà điều đó không có gì ảnh hưởng, nhất là bệnh nhân khỏe, chức năng tim phổi thì bình thường, cho nên không có gì ngại hết. Nha, thấy bệnh nhân thở êm không? Thở êm không? Cho các ông nghe. Nghe sơ qua cái tim phổi một chút nhé.
với thở đều tất nhiên. Nghe tim, nghe phổi. Nghe nếu có bất thường gì chúng ta phải nghe đối xứng. Còn nếu không bất thường nghe không thấy bào đều rõ thì chúng ta nghe từng bên một cũng được, chúng ta sao? Nhưng ví dụ có bất thường bên đây, chúng ta phải nghe đối xứng bên đây. Nha. Một điều nữa là khi bệnh nhân đã ngồi dậy được, chúng ta nên nghe tim phổi ở tư thế ngồi thì nghe chúng ta sẽ chính xác hơn, đặc biệt nghe phổi, nghe phổi mặt sau. Để xem thường thường bệnh nhân hậu phổi sẽ có tình trạng ứ động ở mặt sau của phổi. Nha. Rồi kháng bụng nha, ta cho kháng bụng. Nhìn trước đã, bụng thấy sao? Phẳng. Đúng chưa? Bụng phẳng không? Bụng phẳng di động tốt ra nhiều thở. Nha, thành bụng thì cân đối. Vết mổ thì thấy sao? Tốt nhất chúng ta sẽ mở vết mổ ra ta xem. Nha, giờ bệnh nhân học phẳng là thứ nhất thì vết mổ có vấn đề gì? Bệnh nhân học phẳng là thứ nhất thì vết mổ sẽ có vấn đề gì bất thường? Tụ máu thôi nha, còn nhiễm trùng thì chưa đâu, nhiễm trùng thì chưa có dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ là thứ nhất đâu nha. Bắt to hai chân lên, rồi nghe cái âm ruột, bệnh nhân chắc chắn là có âm ruột rồi, có trung tiện, cái cảm giác đau bụng là có âm ruột rồi. Gõ cũng được, thôi cho tôi sờ luôn nha. Tôi biết là cái dùng mổ là dùng này, dùng mổ là dùng này, tôi sẽ khám cái bụng này sau cùng, thắng được chưa? Rồi khám bụng hậu phẫu, sờ bụng là phải sờ nông, không có sờ sâu, mà sờ nông là phải khi sờ phải quan sát đến mặt bệnh nhân chứ không có quan sát cái tay của mình. Nhìn chỗ nào đau bác nói, tìm cái gì? Tìm một khối nề, cảm giác nó đầy ở một cái vùng bụng nào đấy và đau khu trú nha. Đau quá đây. Đau. Cái này nó hơi đau. Cái này hơi đau. Chân chỗ này bắt đau. Không. Đây. Cùng mổ đây, hoàn toàn mềm. Nha. Không có đầy, không có nề, không có đau gì hết. Nha. Vết mổ, khám vết mổ luôn, mở ra vết mổ đó, ta xem có tụ máu vết mổ hay không. Nha, tại sao nếu tụ máu vết mổ thì phải xử trí làm sao? Trí làm sao? Có hai cách, một là để theo dõi, thứ hai nữa là chúng ta phải mổ để thoát luôn. Thì cái tụ máu vết mổ đó nó sẽ gây ra hai cái hậu quả. Một là nó vết mổ nó không lành, chúng ta có áp lại nhau đâu mà lành. Thứ hai nó sẽ nhiễm trùng. Nha, cho nên tùy vào theo bạn đánh giá xem cái tụ máu đấy là nó có thể tiêu hay không, cái khối máu tụ đó nó tiêu hay không, chúng ta sẽ quyết định điều trị như thế nào, nghĩa là để theo dõi thêm hay là phải mổ nó ra. Nha. Rồi. Nói tóm lại, bệnh nhân này là hậu phổi ngày thứ nhất của cắt túi mật nội soi. Nha, tình trạng hiện tại thì tôi thấy bệnh nhân là ổn. Nha, và dự trù những ngày kế tiếp theo thì cũng không có vấn đề gì xảy ra đặc biệt. Nha, dự trù tiên lượng hậu phổi bệnh nhân này là tốt. Nha. Rồi. Tắt đi.